đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta tươi chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7h30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2019 và là buổi phát thanh lần thứ 2977 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Thêm một người Việt trở thành tướng lãnh hải quân Hoa Kỳ. Miền Trung Việt Nam đang bị hạn hán nghiêm trọng. Dịch tả heo Phi Châu lan đến tỉnh Tây Ninh. Dân Đà Nẵng lại chặn xe rác vào bãi Khánh Sơn. Mực khô Quảng Ngãi bị Trung Cộng làm khó dễ. Hàng trăm nhân viên Hoa Vi là tình báo Trung Cộng. Lốc xoáy hủy diệt một thành phố ở Hoa Lục. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Hà và Miên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó là chuyên mục Chuyện nước non mình. Tâm Anh sẽ gửi đến quý thính giả bài viết với tựa đề Cái ác hợp pháp của tác giả Tuấn Khanh. Giữa chương trình là tiết mục Đất nước đứng lên và sau cùng là phần bình luận. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Đinh Xuân Long tại High Point, North Carolina, đồng thời để vinh danh ông Văn Ngọc Hiếu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Để mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Vân Hà và Miên Dương. Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận Đại tá Nguyễn Từ Huấn được thăng lên chức Phó Đề đốc theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump, trở thành vị tướng gốc Việt đầu tiên trong ngành hải quân Hoa Kỳ. Gia đình tướng Huấn là một trong những nạn nhân bị Việt Cộng thảm sát vào Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn. Phụ thân của ông Trung tá Thiết Giáp Nguyễn Huấn cùng với vợ và 5 đứa con đã bị Việt Cộng sát hại. Lúc ấy ông Huấn chỉ mới 10 tuổi. Được di tản sang Mỹ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Đến năm 1993, ông Huấn quyết định gia nhập quân đội để bày tỏ lòng tri ân nước Mỹ và tiếp nối cuộc đời binh nghiệp của cha mình. Theo dự trù, lễ thăng cấp chức Phó Đề đốc của Đại tá Nguyễn Từ Huấn sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Tư lệnh Hải quân Mỹ sẽ đích thân gắn lon cho ông. Nạn hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên đang trực diện tình trạng khan hiếm nguồn nước để tưới ruộng. Thậm chí là một số khu vực cũng không còn nguồn nước sạch để sinh hoạt. Tại Quảng Trị, hầu hết các hồ đập đều có mực nước thấp dưới 30%, điển hình như hồ La Ngà chỉ còn 26% dung tích, khiến hàng ngàn mẫu ruộng tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ có nguy cơ thiệt hại. Tỉnh Quảng Bình cũng lâm vào tình trạng tương tự, khiến 3.600 mẫu lúa thiếu nước tưới. Tại Thừa Thiên Huế, hạn hán đang lan rộng ở các huyện A Lưới và Nam Đông. Tại tỉnh Quảng Nam, hơn 13.000 mẫu ruộng không chỉ thiếu nước tưới mà còn bị nước mặn lấn sâu vì ba đập thủy điện lớn như sông Tranh ngưng xả nước. Tại Bình Định và Quảng Ngãi, các nông dân đành phải cắt lúa non để cung cấp cho trâu bò thay vì để chết héo ngoài ruộng. Đồng thời, tại tỉnh Phú Yên đã diễn ra một số vụ ẩu đả nhau để giành nước tưới ruộng. Tình trạng hạn hán tại miền Trung cũng dẫn đến nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng. Hơn 9 vụ cháy rừng ở tỉnh Phú Yên cũng khiến hàng trăm mẫu rừng biến thành tro trong 2 tuần qua. Vào hôm qua, Chủ nhật ngày 7 tháng 7, Sở Thú y tỉnh Tây Ninh loan báo ổ dịch tả heo Phi Châu đầu tiên đã xuất hiện tại tỉnh này. Điều này có nghĩa là ngoại trừ tỉnh Ninh Thuận, dịch tả heo Phi Châu đang hoành hành trên toàn quốc chỉ 5 tháng sau khi ổ dịch đầu tiên bộc phát tại tỉnh Hưng Yên vào tháng 2 vừa qua. Theo loan báo nói trên, ổ dịch được phát giác tại xã Thành Long, huyện Châu Thành. 16 con heo bị tiêu hủy vào hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 7. Cùng lúc, Sở Thú y Sài Gòn cho biết là có thêm 2 ổ dịch xuất hiện tại quận 9 và quận Bình Tân. Tính đến hôm nay, đã có hơn 2.000 con heo bị tiêu hủy sau khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại quận 9, nơi có gần 10.000 con heo đang được chăn nuôi. Ngay sau khi nhà cầm quyền bất ngờ loan báo quyết định nâng cấp bãi rác Khánh Sơn, người dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng và hôm qua đã mở cuộc phong tỏa vào các ngã vào bãi rác này,
khiến 1.200 tấn rác của Đà Nẵng phải dồn đống trên đường. Theo nguồn tin trong nước, ngày thứ Bảy 6 tháng 7, nhà cầm quyền Đà Nẵng và quận Liên Chiểu đã xuống tận nơi để thuyết phục dân chúng về kế hoạch nâng cấp bãi rác Khánh Sơn. Cuộc đối thoại đã diễn ra nhiều màn sâu sát vì vào tháng 5 vừa qua, chủ nhân bãi rác và nhà cầm quyền từng hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhưng hơn một tháng trôi qua, tình trạng hôi thối càng lúc càng tăng. Chính vì thế, người dân cương quyết đòi hỏi phải di rời nhà máy rác, chứ không đồng ý việc nâng cấp. Sau khi Trung Cộng siết chặt quy định nhập cảng, hơn 2.000 tấn mực khô ở tỉnh Quảng Ngãi không bán được, khiến các ngư dân ở xã Bình Chánh sống bằng nghề này có nguy cơ thất nghiệp. Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn từ nhiều năm qua được xem là trung tâm chế biến mực. Toàn xã có đội tàu lên đến 70 chiếc chuyên đánh bắt các loại mực. Thế nhưng từ mấy tháng qua, lượng mực khô tồn đọng càng lúc càng nhiều, lên đến 2.000 tấn và bị mất giá đến 50%. Theo lời kể của giới ngư dân và tiểu thương, trong mấy năm qua, thị trường xuất cảng chính yếu là hoa lục, chiếm hơn 80% lượng mực bán ra. Thế nhưng, theo quy định mới của Trung Cộng thì mực khô Việt Nam phải xuất cảng theo diện chính thức, tức phải ký kết hợp đồng với các công ty Trung Cộng để xác định rõ nguồn gốc. Đòi hỏi này là một điều quá khó khăn cho giới buôn bán nhỏ lẻ ở xã Bình Chánh. Một tổ chức nghiên cứu ở Anh công bố là hàng trăm nhân viên thuộc tập đoàn viễn thông Hoa Vi có dính líu đến sở tình báo Trung Cộng. Công bố nói trên được tổ chức Henry Jackson đưa ra sau khi điều tra lý lịch của hơn 25.000 nhân viên Hoa Vi. Theo kết quả điều tra, khoảng 100 người này có mối quan hệ với các cơ quan tình báo và quân đội Trung Cộng. Trong lý lịch bị tiết lộ trên mạng, các nhân viên này ghi rõ là họ có kinh nghiệm trong ngành an ninh tình báo. Một số nhân viên cũng công khai thừa nhận là từng làm việc cho các cơ quan tình báo và công an Trung Cộng. Một cơn lốc xoáy hay còn gọi là vòi rồng đã khiến một thành phố ở tỉnh Liêu Ninh biến thành đống hoang tàn vào hôm 3 tháng 7 vừa qua. Các hình ảnh ghi nhận được vào hôm qua cho thấy thành phố Khai Nguyên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Cộng tràn ngập cảnh hoang tàn như sau chiến tranh. Ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương khi cơn lốc xoáy càn quét qua thành phố này vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Tư 3 tháng 7. Gần 4.000 căn nhà bị thổi bay hoặc bị hư hại nặng, xe cộ cũng bị cuốn bay lật ngửa trên đường phố. Hiện tượng lốc xoáy hay còn gọi là vòi rồng rất hiếm khi xảy ra hoa lục. Ngược lại thì thiên tai này thường xuyên xuất hiện ở Mỹ, đôi khi hủy diệt cả một thị trấn. Thưa quý thính giả, khi cái ác lên ngôi và trị vì dài lâu thì những lớp trẻ được tẩy não là tay sai trung thành nhất của thời đại hợp pháp cái ác. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Cái ác hợp pháp của Tuấn Khanh sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Khi nào đạt thành mẫu ước, phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta. Tình đoàn kết quê hương ta, chém đắm mưu đi khắp nền sơn hà. Trong một tweet của Hoàng Chí Phong gần đây, anh gửi lên một tấm ảnh về lực lượng trấn áp mặc áo đen có chỉ dấu riêng. Đây là lực lượng bị nhiều người Hồng Kông thắc mắc, vì đó là những người đánh đập người biểu tình tháng 6 năm 2019 hết sức tàn bạo. Đánh đến mức mà cảnh sát áo xanh quen thuộc của Hồng Kông phải chạy đến can. Tấm ảnh trên Twitter của Hoàng Chí Phong cho thấy nhân vật trấn áp nở nụ cười khoái trá. Nó kỳ lạ và khác biệt với hàng trăm ngàn người biểu tình đang xao xuyến trước tương lai mơ hồ của họ. Loại người gì mà chĩa vũ khí vào dân chúng mà cười như vậy? Hoàng Chí Phong đặt một câu hỏi có vẻ ngạc nhiên và pha lẫn sự tức giận. Nhưng câu hỏi đó không phải chỉ người Hồng Kông biết, mà thậm chí những người Việt Nam cách một bờ đại dương cũng biết. Nụ cười đó quen thuộc lắm. Nụ cười thỏa mãn của cái ác hợp pháp. Nụ cười có hình dáng con người, nhưng thật ra đó là một giống loài khác. Nụ cười đó nhắc nhiều người Việt Nam nhớ những tháng ngày họ xuống đường, đòi một môi trường trong lành,
đòi một chính sách của lòng dân, đòi kẻ thù xâm chiếm quê hương phải biết rõ sự căm hờn đang dồn nén, thì cũng là lúc những lực lượng đàn áp cũng xuất hiện các nụ cười như vậy. Những kẻ cầm bộ đàm oai phong trong trận càn với quân thù, những nhân vật ngồi quan sát, họ có chung một nụ cười ấy của cái ác hợp pháp. Ở công viên Tao Đàn mùa hè năm 2018, có những người rất trẻ, họ cũng cười như vậy và đánh đến nôn ra máu, đánh đến hôn mê những người có tuổi như chị, như mẹ, như anh của họ. Những trận đòn thay phiên và hả hê thú tính ấy như muốn chứng minh rằng cái ác hợp pháp hay cái ác mặc áo lý tưởng ấy chính là đỉnh cao của cách mạng. Những người bạn trẻ ở Hồng Kông cũng góp phần bình luận của mình vào tweet của Hoàng Chí Phong bằng những đoạn video quay được các lực lượng lạ lùng ấy rượt đuổi, và khi bắt được một ai đó thì tất cả bu bám và đánh bằng dùi cui không hề thương tiếc, ngăn cản một cuộc biểu tình có vẻ như là chuyện phụ, nhưng thỏa mãn thú tính mới là chuyện chính. Năm 2015, ông Nguyễn Văn Lía, một nguyên lão của đạo Hòa Hảo thuần túy, khi đi dự lễ tưởng niệm thầy vắng mặt ở An Giang, ông bị chặn ở một ngã ba đường vắng. Nơi đó, nhiều đệ tử của Hòa Hảo đi dự lễ đã bị đánh và nằm quằn quại trên đường. Viên công an chỉ huy nói ông phải quay lại, nếu không sẽ bị đánh như vậy. Thấy mình tuổi cao sức yếu và cũng không thể vượt qua được hàng hàng lớp lớp công an hung hăng đó, ông Lía quay về. Nhưng đi chưa được 10 bước, chính viên công an đó đã xông lại, đạp ông ngã chúi xuống mương lộ. Đạp xong, viên công an ấy cười. Tháng 6 năm 2018, chánh trị sự Hứa Phi, nguyên lão của đạo Cao Đài Chân Truyền ở Lâm Đồng. Vào chiều tối, khi nghe có người gõ cửa tìm, ông ra đó, thì hơn chục người của nhà cầm quyền đạp cửa xông vào, đánh đập ông đến bất tỉnh. Những người đó thay phiên lấy kéo, dao cạo, cắt râu và cắt tóc của ông và cười. Năm 2019, nhà báo tự do Lê Thư đột nhiên bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi cô đang ở Tây Ninh, vu khống cô vượt biên giới. Những công an viên vây quanh tra vấn, cho lột đồ khám xét. Viên công an ở Đồng Nai cợt nhã ve vuốt cô, khi bị phản ứng trừng mắt đe dọa. Sau đó, tài sản cá nhân của cô nhà báo tự do nghèo khó bị cướp sạch. Viên công an Đồng Nai khi rời khỏi phòng thẩm vấn nhìn cô và cười. Cũng như gương mặt cười của tay đặc vụ Trung Quốc được cử sang Hồng Kông để đánh đập, để vui niềm vui giả thú. Những nụ cười ấy cũng xuất hiện ở Việt Nam và tất cả chắc chắn đều phải có chung một cảm giác rất đặc biệt về cái ác hợp pháp. Họ, dù khác quê hương và tiếng nói, ác cũng đều cảm thấy chung một sự khác biệt với con người. Trong Animal Farm của George Orwell, những con heo nhỏ bị bắt đi, được dạy và sống theo một lý tưởng mới. Khi quay lại, chúng là sức mạnh và nụ cười của kẻ ác cầm quyền. Vẫn có hình dáng là heo, nhưng chúng đã là một thứ súc sanh khác. Những cái ác hợp pháp vẫn xuất hiện ở Việt Nam khắp nơi, từ sau các chấn song nhà tù, ở những vùng khắc nghiệt nhất, cho đến tiếng xua đuổi tại vườn rau Lộc Hưng, hay tiếng máy xúc ở chùa Liên Trì. Trong câu chuyện kể về vụ cướp đất của dân tại Thủ Thiêm, những người có nụ cười ấy cũng đã hỏi người dân rằng muốn đất hay muốn mất mạng. Sẽ rất vô nghĩa khi chúng ta bàn về luật pháp, nói về tòa án hay nói về tương lai của một dân tộc khi cái ác đang là điều hiển nhiên được hậu thuẫn từ nhà cầm quyền. Câu chuyện Hồng Kông là một ví dụ rõ. Những lời kêu gọi yêu thương
chia sẻ và góp sức cho chính quyền xây dựng đất nước sẽ luôn chỉ là phần biếm họa của sách giáo khoa lịch sử về triều đại hợp pháp của cái ác. Nhìn non sông ta tới, tìm quê hương bên vơi, người thanh niên Việt Nam ngẩn ngùi, chờ chi không cùng lên thiên hạ với dân lành, cứ có gió ngồi sao đầy. Một con người ma lanh, biết xoay sở, biết bắt chước, biết dùng mưu mô xảo trá để lừa bịp, thì được khối người kém suy nghĩ, thiếu kiến thức hoàng hồ, cổ võ. Để tiếp nối chương trình hôm nay, qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả của đài Đáp lời sông núi theo dõi bài viết Thủ đoạn cao thâm của Đỗ Ngà qua sự trình bày của Khánh Ngọc. Nhìn non sông ta tới, tìm quê hương bên vơi, người thanh niên Việt Nam ngẩn ngùi, chờ chi không cùng lên thiên hạ với dân lành, cứ có gió ngồi sao đầy. Phải nói sau mấy năm đốt lò, nhiều quan tham bị bắt làm cho vô số người thần thánh hóa ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy cái dân trí thấp của xã hội Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc dựa vào dân trí thấp để lấy lại niềm tin cho Đảng Cộng sản. Chứ thực sự ông ta không có mục đích cải cách thể chế, hầu tạo nên một bộ máy nhà nước chống tham nhũng hiệu quả. Thành phần thần thánh hóa ông Trọng không chỉ những người trong nước, mà cả một số người Việt hải ngoại đã sống trong thể chế dân chủ cũng vậy. Thật đáng thương! Chống tham nhũng phải đạt được những mục đích gì thì mới là chống tham nhũng hiệu quả? Chống tham nhũng thực sự phải đạt được 3 mục đích sau. Thứ nhất là làm trong sạch bộ máy nhà nước. Thứ nhì là phải thu hồi tài sản tham nhũng trả cho công quỹ. Thứ ba phải thể hiện được tính nghiêm minh của luật pháp. Hãy bóc tách từng mục đích ra mà xét thì sẽ thấy sự hiệu quả của việc chống tham nhũng đến đâu. Nói về mục đích làm trong sạch bộ máy nhà nước thì có đạt được không? Khi kẻ lên thay cho kẻ bị trừng phạt cũng chẳng khá gì hơn. Vẫn tài sản bằng hàng trăm hàng ngàn lần lương, vẫn cho con du học, vẫn mua nhà Mỹ vân vân. Thực sự đây là sự thay thế, kẻ chưa lộ thay cho kẻ bị lộ và bộ máy nhà nước vẫn đầy rẫy tham nhũng như cũ. Như vậy, mục đích làm trong sạch bộ máy nhà nước chỉ là một trò mị dân. Về mục đích thu hồi tài sản tham nhũng trả về công quỹ thì gần như không thể. Theo báo chí trong nước cho biết, trong các vụ tham nhũng ngàn tỷ, tài sản thu hồi không tới 10%. Như vậy là xem như mất gần hết tài sản nhà nước. Và việc thu hồi tài sản tham nhũng tính chung chỉ đạt 38,3% trong năm 2017. Nghĩa là gì? Là tham nhũng càng lớn càng khó móc nó ra khỏi họng quan tham. Cũng đơn giản thôi. Những kẻ tham nhũng ngàn tỷ thì quyền lực trong tay của chúng cũng hơn quyền lực của kẻ tham nhũng chục tỷ. Cho nên thu hồi tài sản tham nhũng khó hơn. Qua con số thống kê, rõ ràng mục đích thu hồi công quỹ đã thất bại, và cuối cùng mục đích thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật có đạt không? Không hề. Luật phòng chống tham nhũng đã được viết trong bộ luật hình sự rồi, nghĩa là việc chống tham nhũng là công việc của tư pháp và hành pháp phối hợp mà thôi. Tòa án thấy đủ cơ sở khởi tố thì cho khởi tố, và hành pháp vào cuộc theo lệnh tòa, thế là xong. Nhưng ở Việt Nam, tư pháp đã vô dụng, cho nên Đảng lại lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ở chính phủ thì có Thanh tra Chính phủ làm nhiệm vụ chống tham nhũng. Không phải lập hai cơ quan chống tham nhũng kia mà chống được tham nhũng đâu. Mà ngược lại, chúng còn tham nhũng khủng hơn nữa. Đến mức độ hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam phải vất vả chống tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng. Như vậy, sự xuất hiện hai cơ quan chống tham nhũng nữa là sự khẳng định tư pháp của chính quyền Cộng sản vô dụng, và tất nhiên sự nghiêm minh pháp luật không hề tồn tại.
Như vậy, việc chống tham nhũng không đạt ba đích chính thì đạt được gì? Chẳng lẽ ông Trọng không thấy cả ba mục đích chính đó đều thất bại? Ông ta thấy hết. Với con người để thủ đoạn thì ông ta thừa biết, nhưng mục đích chống tham nhũng, ông ta không phải để đạt ba mục đích đó, mà là để PR cho hình ảnh của mình và đồng thời để lấy lại lòng tin thành phần nhẹ dạ cả tin trong xã hội. Thành phần này rất đông, nhằm cứu cánh cho Đảng Cộng sản. Đấy mới là mục đích quan trọng của ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải mục đích chống tham nhũng thật lòng. Xây dựng lòng tin ở nước dân chủ hoàn toàn khác xây dựng lòng tin ở nước độc tài cộng sản. Ở nước dân chủ, chính trị gia xây dựng lòng tin nhân dân bằng tài năng và hiệu quả công việc, thì tại nước độc tài cộng sản họ không làm như thế. Các ông lãnh đạo cộng sản xây dựng lòng tin dựa vào kịch bản khéo léo để lừa dối dân chúng là xong. Thực ra ông Trọng không phải là người cao kiến gì cả, mà ông lấy thủ đoạn cao thâm này từ Tập Cận Bình. Hành động chống tham nhũng là thật, nhưng mục đích làm trong sạch bộ máy nhà nước không đạt. Mục đích thu hồi tiền tham nhũng không đạt và cũng không thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Nhưng trên thực tế, rất rất nhiều người vạn tuế ông ta, họ không biết rằng đó là màn kịch lộng giả thành chân, làm cho kẻ thiếu hiểu biết không thể bóc tách dụng ý chính trị đằng sau đó. Và thế là lừa được khối người và giật lại lòng tin cho Đảng Cộng sản. Ông Trọng không thể sáng tạo, nhưng giỏi bắt chước, và trong hành động bắt chước này, ông thành công. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do Lực lượng Cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Thưa quý thính giả, một trong những biện pháp các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ hoặc Liên hiệp Âu Châu có thể thực thi hầu thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam là cấm vận và chế tài các quan chức Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả của đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề Nghị viện Châu Âu sẽ kêu gọi cấm vận và chế tài quan chức Cộng sản Việt Nam, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối hôm nay. Khác với nhiều thái độ và hành động xuê xoa trước đây, EU, tức Liên minh Châu Âu, đang có những hành động cứng rắn chưa từng có đối với những quốc gia còn lại trên thế giới nằm trong chế độ cộng sản. Châu Âu không phải là nơi duy nhất đang cân nhắc tới lệnh cấm vận đối với các quan chức Trung Cộng. Trước đó, các nghị sĩ Mỹ từ cả Thượng viện và Hạ viện đã lên tiếng kêu gọi chính quyền cấm vận Trung Cộng vì nhân quyền. Các chuyên gia cũng đang tác động tới chính phủ Canada nhằm cấm vận các quan chức Trung Cộng theo đạo luật Magnitsky được ban hành hơn 18 tháng trước đây. Úc và Liên minh Châu Âu đã tham gia cùng Anh, Mỹ, Canada, Estonia, Latvia và Lithuania để dự lập một đạo luật Magnitsky quốc tế. Đạo luật này sẽ cho phép cộng đồng quốc tế có thể thực hiện nhiều biện pháp cấm vận các quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ý nghĩa của nó là việc cấm vận đối với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Cộng sẽ có thể xảy ra trên phạm vi toàn cầu.
chỉ trong ít tháng gần đây, EU đã có loạt hành động phản ứng nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng bắt bớ và xử tù nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền, xã hội dân sự. Vào tháng 5 năm 2019, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã phản ứng sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai kết án nặng nề đối với hai người bất đồng là bà Vũ Thị Dung và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, và mong đợi việc bà Vũ Thị Dung và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương sẽ được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Đến tháng 6 năm 2019, mức độ phản ứng đã lên đến cấp EU ở Brussels, Bỉ, nơi đặt trụ sở của EU. Đối với trường hợp kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh bị Tòa án Việt Nam tuyên án 6 năm tù và 5 năm quản chế, đồng thời nhận định đây là một sự phát triển đáng lo ngại. Vào lúc này, có thể những người Âu Châu đã rút ra được một bài học xương máu như người Mỹ trong các cuộc đàm phán nhân quyền bất tận và vô nghĩa với Việt Nam. Chính sách đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại của Việt Nam là cực kỳ xuyên suốt cho đến khi nào chính thể này còn chưa bị đẩy vào chân tường. Đã đến lúc EU cần có một khung luật của mình như luật nhân quyền Magnitsky. Nếu trước đây luật nhân quyền Magnitsky chỉ áp dụng đối với Cộng hòa Liên bang Nga và một ít quốc gia khác, thì bộ luật này đã được Quốc hội Mỹ chính thức thông qua vào tháng 12 năm 2016 và được Tổng thống Mỹ ký ban hành trong cùng một tháng. Những cái tên quốc gia đặc biệt nhất nằm trong bộ luật này chắc chắn là những địa chỉ có thành tích nhân quyền tai tiếng nhất: Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Cuba. Gieo nhân nào, ắt gặt quả nấy. Giới quan chức công an trị Việt Nam, đối tượng chủ yếu và gây ra tuyệt đại đa số vụ hành hung và bức bách đến chết người dân, đã đến lúc phải trả giá. Tương tự vài chục trường hợp quan chức Nga và Syria vi phạm nhân quyền đã bị chính phủ Mỹ chế tài bằng cách cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản của họ ở Mỹ và những quốc gia đồng thuận với quan điểm chế tài của Mỹ. Theo quy định pháp luật Việt Nam, các quan chức cấp Bộ Công an chịu trách nhiệm về chỉ đạo, ngành dọc và chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình an ninh, trật tự trong phạm vi quốc gia. Tại các tỉnh, thành phố, cơ chế bảo đảm an ninh, trật tự cũng tương đối với giám đốc công an, phó giám đốc công an phụ trách an ninh và phụ trách cảnh sát của các tỉnh, thành phố này. Hoàn toàn có thể hiểu và áp dụng rằng những quan chức có trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự này cũng đồng thời phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra các vụ bắt bớ người hoạt động nhân quyền, hành hung và sách nhiễu những người hoạt động nhân quyền và dân oan đất đai, người bảo vệ môi trường. Thậm chí ngay cả cấp trưởng phòng hay phó phòng nghiệp vụ của công an quận, huyện và cấp tỉnh, thành phố, những nhân vật thường đặt bút ký giấy triệu tập sai quy định pháp luật. Công an chỉ được triệu tập người dân khi có quyết định khởi tố vụ án, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan, bất kể họ nhận chỉ thị từ cấp trên nào để liều mình ký giấy triệu tập như thế. Mặc dù cho tới nay vẫn chưa có con số thống kê toàn diện nào, nhưng cần chú ý một dư luận rằng, tương tự Trung Cộng, rất nhiều quan chức Việt Nam có tài sản và thân nhân ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Úc. Nếu vài chục năm trước số quan chức này chủ yếu là cao cấp, thì nay còn có cả quan chức trung cấp. Theo đó, dàn quan chức công an từ cấp phó giám đốc công an tỉnh, thành phố trở lên đều thuộc loại cao cấp.
còn cấp trưởng, phó phòng nghiệp vụ của công an cấp tỉnh, thành phố và các cấp quận huyện thuộc loại trung cấp đều có thể liên quan với một khối tài sản nào đó ở nước ngoài. Năm 2016, hồ sơ Panama đã tiết lộ có đến 19 tỷ đô la được người Việt Nam chuyển ra nước ngoài. Rất nhiều dư luận cho rằng phần lớn trong số tiền này có nguồn gốc từ tham nhũng và được chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích rửa tiền. Riêng với các cơ quan tư pháp Mỹ, việc điều tra về tài sản và thân nhân của giới quan chức Việt Nam và Trung Cộng trên đất Mỹ là hoàn toàn không có gì khó khăn. Nghe nói một bản danh sách dài về giới quan chức Việt Nam có tài sản ở Mỹ đã được vài tổ chức người Việt hải ngoại lập ra với nội dung rất cụ thể. Không loại trừ khả năng, trong thời gian tới, nếu chính quyền Việt Nam vẫn gia tăng, đàn áp nhân quyền hoặc không có động tác nào cải thiện nhân quyền, những gì mà Nghị viện EU kêu gọi chế tài với Trung Cộng và giới chức vi phạm nhân quyền Trung Cộng sẽ được lập lại đối với chính thể độc tài ở Việt Nam. Khi đó, những quan chức vi phạm này sẽ hết đường đi Mỹ và cả sang châu Âu. Còn tài sản của họ gửi ở các ngân hàng nước ngoài, tích góp vơ vét từ xương máu của người dân Việt, sẽ bị phong tỏa và bị tịch thu. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Văn Ngọc Hiếu, sinh năm 1963, bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2000 với bản án 20 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp Lời Sông Núi PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.